Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Tề Trí Dũng và 6 đồng phạm khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Tề Trí Dũng và các đồng phạm khác trong vụ án đã không kiểm tra giá bán của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, mà trực tiếp ký các hợp đồng chuyển 149 trên 151 đất nền khu tái định cư An Phú Tây cho 4 cá nhân với giá thấp hơn thị trường, gây thất thoát tiền của nhà nước. Tuy nhiên, xét thấy một số bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Riêng bị cáo Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc có nhân thân xấu, bị xét xử ở nhiều vụ án trước, nên hội đồng xét xử tuyên mức án cao hơn để răn đe, phòng ngừa chung. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Tề Trí Dũng 12 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của hai bản án trước. Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chấp hành 30 năm tù. 6 bị cáo còn lại tuyên phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù. Về trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho IBC và số tiền bồi thường của từng bị cáo tùy theo mức độ, tính chất, vai trò của từng bị cáo. Xử phạt bị cáo Tề Trí Dũng 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án trong vụ án này. Buộc bị cáo Tề Trí Dũng có trách nhiệm bồi thường cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IBC số tiền 40.908.837.080 đồng. Theo cáo trạng, dự án khu định cư An Phú Tây có diện tích gần 47 hectare. Được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco, công ty con của IBC, làm chủ đầu tư năm 2001. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2016, Tề Trí Dũng ký tờ trình gửi Hội đồng thành viên IBC đề nghị thông qua chủ trương giá bán sỉ đối với các nền đất tại dự án An Phú Tây và được thông qua. Sau đó, lãnh đạo Sadeco đã lập tờ trình xin ý kiến lãnh đạo IBC đề xuất chuyển nhượng 35 nền đất với đơn giá 7 triệu đồng một mét vuông cho nhiều cá nhân và được ký duyệt. Tại thời điểm đó, báo giá của Sadeco đang bán các nền đất tại dự án trên có đơn giá thấp nhất 8,16 triệu đồng một mét vuông, cao nhất 16,8 triệu đồng một mét vuông. Cơ quan tố tụng xác định có đến 149 nền đất được IBC nhận chuyển nhượng bằng nguồn tiền của IBC. Do đó, số lượng đất nền này được xác định là tài sản của nhà nước. Tề Trí Dũng cùng cấp dưới đã cố tình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 149 nền đất nêu trên cho các cá nhân với giá rẻ hơn thị trường và giá rẻ hơn giá Sadeco đang kinh doanh. Nhà nước xác định IBC thực hiện chuyển nhượng các nền đất không đạt hiệu quả kinh tế, bán giá thấp hơn thị trường, gây thiệt hại hơn 127 tỷ đồng.